một gã ăn mày à? Vậy mà tôi tưởng, à, ông cần gì? Bạc tiền hay cơm gạo? Nếu như vậy, ông muốn gì? Câm ngay! Gã ăn mày hỗn láo! Ngươi là ai? Là ai? Hả? Trần Bảo, anh vẫn còn sống. Đừng, đừng Bảo ơi, em gian anh chưa tới gần. Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây quen ngô nên đành phải quay lưng cúi mặt trốn chạy người. Những kỷ niệm vui buồn
hai lòng đôi già, phụ cò tam đăng quên lời vàng đà. Tình cô nghĩa xưa hồ tan kêu ra hai tiếng tùy chung em đây dèn dự. Nhưng khốn khổ thai con tàu lạ lai, nghịch cảnh trở triêu trò đời dấu bê. Dù cộng lội đạo tàu kháng tiếng sâu em mang, nhưng đôi với anh em không đối giả thai lòng.